Update nhanh một cái tin mới cho mọi người về cái lộ trình ra mắt của cái nhân vật ở bên Nala mọi người nhé. Đầu tiên là 5.1, chúng ta biết rồi, đó chính là cô nàng Siren. Đến 5.2, chúng ta có cô nàng Chaka với cả Ororon. Chaka sẽ 5 sao hệ phong cầm cung, còn Ororon sẽ 4 sao hệ lôi cầm cung. Hai nhân vật cầm cung nha. Đến 5.3 hiển nhiên rồi, Mavuika 5 sao hệ hỏa và cầm trọng kiếm. Tiếp đó là cô nàng Kitlali 5 sao, cô này là hệ băng và cấm pháp khí mọi người ạ. Wow, hay nhớ nha. Hệ băng cầm pháp khí. Ôi, liệu Quairo có trong này không? Liệu Shenhe có trong này không? Không nha. Nhưng mà nói chung là hệ băng thì nếu mọi người có ý định roll thì mình nghĩ là nên roll bây giờ đi. Tôi sợ cô nàng này phải lâu lâu nữa chúng ta mới gặp lại lắm. Nghi lắm, hệ băng mà. Rồi đến 5.4, như đã dự đoán như là nói chúng ta có Madame Pink, bà Bình lắm bà đấy. Nói chưa? Với cả một cái nhân vật 4 sao mới. Bình thường cái phiên bản này sẽ là vào dịp Tết Nguyên Đán, gọi là Tết Hải Đăng ở bên Liyue. Thì nhân vật 4 sao này sẽ đa phần sẽ là một cái nhân vật gọi là tham gia cái lễ hội Tây Hải Đăng năm nay, và chúng ta sẽ được nhận free cái nhân vật 4 sao này. Nhưng hiện tại chưa có rõ 5 sao là 5 con gì nhỉ? Với là có tiểu tượng trưng cho con vật ở cái năm đó không? Ok, rồi đến 5.5 chúng ta có một cái nhân vật 5 sao mới. Đây, một cái bức hình gọi là đang được đào lại, được lan truyền trên mạng cho anh em. Cái ad này thì đã có từ đợt mà chúng ta chuẩn bị ra mắt cái phone thêm, có nghĩa tổng khoảng 3.8 hay 3.7 chúng ta đã có cái ad này rồi. Mãi về sau ban đầu cũng tưởng là cô nàng này sẽ xuất hiện ở bên Fontaine, là một cái nhân vật ở bên Fontaine, nhưng mà không, tới giờ chúng ta mới có thêm thông tin về cái nhân vật năm sau này. Ôi chưa, và cô nàng này có nên là Miyuki. Ê, cô nàng này có thuộc bên Inazuma không? Rồi đang đồn rằng cô nàng này sẽ là cầm pháp khí hệ lôi mọi người nhá. Cái art này thì còn art tượng trưng thôi, mọi người có thể thấy là cái vision trong cái art này là đang cầm là hệ hỏa. Đây, nói chung là tượng trưng thôi, tham khảo thôi mọi người nhá, vẫn có thể thay đổi. Nhưng mà năm nào chúng ta đã biết được tên của cô nàng này, cũng như là được đồn đoán rằng là cô nàng này cầm pháp khí và hệ lôi rồi, có nghĩa là sẽ xuất hiện ở phiên bản 5.0. Rồi đến 5.6 chúng ta có Ihansan và một nhân vật 4 sao mới. Để mà nhìn tổng quan về 5.6 này nhá, thì khẳng định thêm một lần nữa đó sẽ Ihansan sẽ là một cái nhân vật 5 sao, bởi không đời nào có hai nhân vật 4 sao xuất hiện ở trong banner cả, xuất ở trong một cái phiên bản cả. Chúng ta có một nhân vật 4 sao mới rồi thì đương nhiên là Ihansan sẽ là một nhân vật 5 sao đi cùng. Yes, chắc chắn được thế luôn. Ok, đến 5.7 thì chúng ta có thêm một nhân vật 4 sao mới nữa. À, ở tập trước thì mình có nói cho mọi người về một cái nhân vật mới có mặt trong cái đoạn hội thoại của nhân vật đúng không? Thì cái nhân vật này có tên là Ifa. Khả năng đây sẽ là xuất hiện ở trong 5.6 5.7. Có nghĩa là nhân vật này sẽ là 4 sao. Rồi, đó là về lộ trình của những cái nhân vật bên Atlan, lộ trình nhanh thôi. Chúng ta còn thêm một cái thông tin nữa, đó chính là về cái server dev, thì cho thấy là cái dữ liệu của bên Atlan của chúng ta sẽ dừng ở cái phiên bản 5.7. Okay, chưa, có nghĩa là được mở rộng rồi. Hồi xưa anh em bảo là sẽ bị rút ngắn xuống còn chỉ ở tổng 5.6 thôi. Bây giờ chúng ta đã gọi là đã có server dev và kết thúc ở 5.7 rồi, và đã có dữ liệu mùa hè ở cái phiên bản 5.7 rồi nhá cả nhà nhá. Đáng buồn là chúng ta không có thêm một cái thông tin hay là một cái lóe hy vọng gì về việc là có X3 lăn que mà chơi được, và cũng như là những cái phiên bản 5X thì sẽ không có một cái quan chấp hành nào xuất hiện ở banner dưới dạng chơi được mọi người ạ. Cũng không có một cái quan chấp hành nào thuộc bot tuần ở bên Alan. Dã man ạ. Thế sao ấy, cốt truyện Ma Thần 5.1 và 5.3 Konomina sẽ không xuất hiện ở trong cốt truyện luôn. Thế hóng Konomina từ Fontaine luôn, đến bây giờ cô nàng vẫn xuất hiện, giấu kỹ dã man ấy. Còn giờ sẽ đến về map này, thì ngoài những cái gọi là phiên bản đầu tiên thì chúng ta sẽ mở ở khu vực Na Lan rồi, đây là điều hiển nhiên đúng không? Thì đến 5.5 chúng ta sẽ mở một cái vùng khu vực mới có tên là vùng biển lặng. Thì mình có search ở trên cái wiki Genshin thì vùng biển lặng là gì? Thì đây nó có nói rằng là cái vùng biển lặng là một cái địa điểm ở Tây Phát nằm về cái phía lục địa tận cùng đối diện với một cả Mondstadt, có thể ở đâu đó của Na Lan. Nó là một nơi hoang vu mô tả giống như một cái vùng biển tối tăm không có một ngọn gió, và nó chứa một biển lửa. Nói đến phần là chứa một biển lửa, mình đang nghĩ khu vực này có phải cái khu vực mà chúng ta tìm đến Bennett không? Mà nó ở gần Mondstadt. Ừ, thế có thể là cái khu này là khu mà chúng ta tìm thấy Bennett. Thế là 5.5 là một cái vùng mới rồi, thì 5.6 chúng ta sẽ mở event, 5.7 thì sẽ là một cái map hè rồi. Vậy có nghĩa là sau khi mà chúng ta mở sang vùng đất gọi là vùng biển này thì sẽ đi sang vùng đất Bangkok luôn đấy nhỉ? Vâng, có nghĩa là cái cảng domain của chúng ta, có phải đã ra cảng domain đâu. Đừng có nói với tôi là cảng domain nó sẽ giống với cái cảng Baia ở bên Sumeru nhá. Bởi vì nhá, có một sự thật, nói chung là chúng ta hiện tại chúng ta chỉ nắm được rằng là có một cái địa danh là cảng domain thôi, chứ không biết là cái cảng domain này nó thuộc cái khu vực nào, cái vùng đất nào. À, có nhầm, cái vùng đất thì vùng đất Mondstadt rồi, nhưng mà thuộc cái khu vực nào, đúng không nào? Ví dụ như kiểu bến Di Lung thì chúng ta còn biết là nó thuộc cái khu vực trồng ngọc cốc, trồng ngọc cát các thứ ở bên Liyue đúng không? Nó hẳn là một cái khu vực luôn, rất to. Nên và trong đấy nó chúng ta có bến Di Lung, thế là chúng ta mới có một cái phiên bản gọi là mở thêm cái khu vực đấy. Nhưng mà cả domain chúng ta chỉ biết cái địa danh đấy thôi, chứ chúng ta không có biết cái khu vực chứa cái địa danh đấy. Nó giống như kiểu cái cả Baia ở bên Subaru ấy, cái đây mà chúng ta mở cái map biển kỷ nguyên ở bên Fontaine ấy, thì sau mở thêm cái map biển kỷ nguyên cuối cùng là có thêm cái cả Baia và đá vào đế vào thôi.
thì mình nghi ngờ là đang nghi ngờ cái khả năng rằng là cái vùng biển lặng này khi em mở ra thì sẽ kèm đó là một cái cả domain vá vào và nó không có gì như kiểu bên Bayan. Cả Bayan nó không có một cái tài nguyên nữa, nó chỉ là một cái cảng địa danh để thế thôi. Và sau đó mở xong khu vực này rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu lấp đầy gần như hết và chúng ta sẽ bắt đầu bước sang Bangkok. Mình nghi ngờ đấy, nghi ngờ điều ấy xảy ra đấy anh em ạ. Chưa biết cái thông tin rằng là phiên bản Tết Hải Đăng của ta là 5.4 có mở khu vực mới không, bởi hiện tại là bên Liyue cũng gần như là mở hết rồi, không còn rồi, vực đá sâu có rồi này, trồng ngọc cốc có rồi, hay là phía nam Liyue còn có cái vùng đất nào nữa không nhỉ? Đây thì chưa rõ nha. Ừ, hiện tại 4.4 chưa có rõ là có map mới không. Ok, chả nghe cái thông tin cả domain hơi bị, nhưng mà chẳng biết được. Đây chỉ là dự đoán chúng ta thôi. Ok, đó là thông tin về video ngày hôm nay. Và còn người đấy sao sẽ roll những nhân vật nào? Khả năng đối với nếu mà cái quá trình lộ trình nhân vật như thế này thì mình nghĩ đang nghĩ việc là mình sẽ all in vào Mavuika hết. Sau đó mình sẽ skip đợi sang Bangkok luôn. Vì nói thẳng ra là tuy rằng là cũng Mesilonen sắp tới, cũng như là cô nàng Kit Lali. Nhưng mà Kit Lali hệ băng thì hiện tại mình đang có Ayaka rồi, nên nếu mà thêm Kit Lali hơi thừa. Đang phân vân giữa Silonen với cả Mavuika, nhưng mà Mavuika lại là hỏa thần nên là cũng úp rất nhiều, khó nhỉ. Ok, còn mời sao hay là con phía bên dưới nhá. Rồi, hẹn mọi người tiếp theo. Bye, chị ạ.